Rồi, xin chào tất cả quý anh chị và các bạn. Hôm nay thì Kiên sẽ đưa cả nhà đi chợ chiều nhé. Nay thì Kiên đi ra chợ mua ít đồ, mua gà, lại mua ít rau, mua ít đồ về nấu cơm á. Thì muốn quay lại chia sẻ với cả nhà luôn. Kiên sẽ đi cái chợ ở Tân Phú, chợ đó gọi là chợ Sơn Kỳ nhé. Thì từ nhà Kiên đi ra đó là khoảng 2 cây. Chúng ta sẽ cùng hành trình đi chợ với Kiên nhá. Đi mua đồ về nấu ăn. Đây là trong cái khu dân cư mà nó gần cái chỗ Kiên ở. Chúng ta sẽ đi cái con đường Tân Kỳ Tân Quý, sau đó thì sẽ đi ra Lê Trọng Tấn. Hôm nay Kiên sẽ đi mua một con gà ta về luộc ăn, tầm mổ cho bà xã. Mình sẽ mua thêm một ít rau nữa, ít rau sống về ăn cho nó mát, tại Sài Gòn đang rất là nóng. Ngoài ra thì Kiên còn mua thêm một con cá lóc nướng nữa. Cá lóc nướng ở con đường Tân Kỳ Tân Quý thì rất là ngon. Nó khoảng là 150.000 một con đến 170.000 một con. Đây, mới ra đây là thấy cá lóc nướng này. Nãy giờ mình sẽ quay lại mình mua. Giờ mình sẽ đi mua gà trước. Cái con đường Tân Kỳ Tân Quý thì hai bên đường thì người ta bán trái cây, là bán thịt bò, bán gà quay, heo quay, rồi cá lóc nướng rất là nhiều nhé. Nhưng mà muốn ăn gà ngon thì Kiên phải đi cái chợ mà nó lớn xíu thì có chỗ người ta bán gà thì mới ngon được quý vị. Nhưng mà nếu mà chỗ mà bé thì gà nó sẽ chợ mà nhỏ thì không có gà ngon. Thì đây mọi người đang đi trên con đường Lê Trọng Tấn. Tân Kỳ thì nó nằm gần với Iomo Tân Phú.
sắp tới chợ là quý vị. Chúng ta đến chợ rồi nhá. Đây là chợ Sơn Kỳ. Sơn Kỳ, quận Tân Phú. Đây là phía bên trong chợ này. Bên ngoài đây thì người ta bán trái cây nhiều. Bên ngoài đây thì bán nhiều trái cây. Sâu bên trong thì bán hải sản, tôm, cua, cá, ghẹ, đồ gà. Bên ngoài là bán trái cây vàng, hương, gạo. Cây rồi đồ khô, cá khô. Mình sẽ vào trong bên trong, ở đây có bán cá này, cá rồi tôm, cua, ốc. Đây bán hải sản này, cá này, rau này. Đây, khu bán gà là khu trong này. Đây là trong này là khu bán gà trong này. Đây cả nhà thấy là gà không? Gà. Có gà ngon không anh? Có gà ngon anh. Gà mà nãy á. Có. Con. Gà mà không có nó bên nói với anh á. Nhưng mà nhảy mấy con. Lấy con thôi, lấy con. Đây, kiếm tới cho một gà này. Ồ, lấy tôi anh lấy cái con nhỏ thôi, con vừa vừa thôi. Gà này bao nhiêu ký anh? 140 ký. Lấy con vừa vừa thôi. Lấy con khoảng ký rưỡi, ký 6 là được rồi. 6 là mái. Mái cũng được, mái được. Trống luôn là. Gà ngon đúng không? Chắc nha, tí về ăn không ngon là em là mua quen ở đây á. Mua quen ở đây á. Đây cái chợ ở đây thì bán rất là nhiều gà. Thấy không? Gà, vịt, ngan, chim bồ câu.
cái gì cũng có. Chợ này là chợ Sơn Kỳ nhé. Gà này là gà ở đâu chị nhỉ? Gà dưới Bến Tre anh ơi. Không biết gà mà em mua gà ngon đó là gà ở đâu? Gà dưới Bến Tre đấy, nó gà đấy. Nó gọi là gà gì đấy? Cái đấy nó gọi gà ta đó. Gà ta đúng không? Gà thả. Gà ta, gà thả ở Bến Tre đúng không? Gà đó là 140 kg đúng không? 140, 142. Còn cái gà thường là trăm mấy? Gà mà gà thường bình thường bán 120. 120 à? 120 là gà nào? 120 là cái gà nó trắng nó to hơn này, nó trắng hơn. À, nó to hơn đúng không? Cái gà ta là chân nó nhỏ, nó con chân hơn. À. Là một chủng loại gà, nhưng mà thay vì đấy người ta nuôi chuồng nó khác. À. Người ta nuôi theo thả tự nhiên nó khác. Yeah.